Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Am English and welcome back to my channel. Uh, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Am English, một kênh YouTube hàng đầu về học tiếng Anh giao tiếp uh, dành cho người đi làm. Ok, uh, và hôm nay Thanh quay trở lại với chuỗi video clip về uh, học phát âm, học đánh vần tiếng Anh. Uh, một trong những cái vấn đề rất là quan trọng uh, để chúng ta có thể giao tiếp được đó là cái phần phát âm, đúng chưa? Thì à, uh, nếu các bạn xem các video clip trước từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 7 thì chúng ta đã nắm vững được khá khá các quy tắc và chúng ta sẽ điều chỉnh được một số lượng từ rất là lớn khi mà chúng ta có thể uh, uh, chúng ta phát âm trong quá trình mà mình giao tiếp được chưa? thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với quy tắc số 8 đó là quy tắc từ có chứa o cộng một phụ âm và cộng với e ok chúng ta sẽ đón chờ xem quy tắc hôm nay là gì nhé rồi vẫn câu hỏi thường ngày thanh hay à, hỏi mọi người đó là how to pronounce these words chúng ta phát âm những cái âm này như thế nào à, từ đầu tiên đó là cái từ mã cốt thì rất nhiều người hay phát âm là cốt ở giống trong tiếng việt đúng không bây giờ chúng ta sẽ thử à, xem thanh phát âm làm nhá cái từ này mình sẽ không đọc là cốt mà mình lại đọc là code mọi người lưu ý cái âm o ở đây chút xanh nhá chữ o ở đây mình sẽ được phiên âm thành âm gì code code Yes, Ok, Next one, cái từ uh, tiếp theo đó là từ uh, địa cầu, toàn cầu đúng không? Mình sẽ uh, rất nhiều người đọc cái từ này là gì nhỉ? Hình như là globe, globe. Yes. Không phải vậy mà cái từ này mình sẽ đọc thành globe, globe, globe được chưa? Chú ý nhá, xem âm o được đọc là gì nhá. Tiếp theo, cái từ cuối cùng là cái từ dây thừng. Uh, mọi người hay đọc là rope. Ok, vậy thì hôm nay xem thanh đọc là như nào nhá. Rope, 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 rope. À, mọi người có đây có điểm gì khác biệt so với cách mà người mọi người hay đọc không ạ? Đúng rồi, đó là chúng ta sẽ chú ý đến cái âm o này. Cái âm o này mình sẽ không đọc thành âm o như mà chúng ta thường đọc. Ví dụ cái từ này mình hay đọc là cốt đúng không? Mà nó sẽ đọc thành âm o. Đó. Cho nên mình đọc không là cốt mà đọc là code. Ok, tương tự cái âm O này cũng thành âm O Mà mình sẽ đọc là globe Globe, not globe nha Không phải globe mà là globe Yes, next one Mình cũng đọc âm O Và nó sẽ đọc là rope. rope Được chưa? Vậy thì khi nào thì cái âm O này được là thành âm O Ok, chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo Đó là phần quy tắc ngày hôm nay nha Rule number 8 Quy tắc số 8 Đó là đối với những cái từ có một âm tiết uh, Và các bạn thấy dấu hiệu là O cộng một phụ âm và cộng với E Được chưa? Thì cái chữ O này sẽ được đọc thành âm O Không phải được đọc thành âm O như trong tiếng Việt Đúng không? Không phải mọi người đọc thành âm O ở trong tiếng Việt Ví dụ như là code mà phải đọc là code Không phải đọc là group mà đọc là globe Và không đọc là rope mà đọc là rope Đúng không? Ok Đó, thì quy tắc hôm nay là đối với từ có một âm tiết có dấu hiệu là o cộng một phụ âm và cộng với e chữ e ở cuối từ và thì o sẽ đọc thành âm âu và cái từ e chữ e ở cuối từ nó sẽ là âm câm được chưa? nó sẽ không được phát âm ra ok rồi chúng ta sẽ xem uh, cách phát âm của cái âm âu này như thế nào nhá uh, hôm cái bài này thanh đã chia sẻ rất chi tiết cách phát âm của âm âu và âm âu ở trong uh, cái bài quy tắc số mấy thì không nhớ mọi người có lẽ có thể lên kênh youtube của amazon english và để xem lại cách phát âm của âm đó được chưa mà hôm nay thì nhắc lại thôi thì uh, cái điểm nhắc lại đầu tiên đó là âm âu và âm âu là hai âm gần giống nhau uh, trong tiếng anh anh thì mọi người sẽ xuất hiện uh, trong tiếng anh anh mọi người sẽ thấy xuất hiện là cả hai âm này đó là âm âu và âm âu tuy nhiên trong tiếng anh mỹ thì nó chỉ có một âm duy nhất đó là âm o u thôi âm âu này thôi được chưa vậy thì uh, chúng ta sẽ đọc học quy tắc là uh, khi mà o cộng một phụ âm cộng e thì chúng ta sẽ được phiên âm thành tiên âm thành âm âu tức là cái âm này được chưa? tuy nhiên uh, một số từ một số từ mà các bạn uh, các bạn gặp ấy các bạn tra từ điển thì các bạn sẽ thấy nó có hai cách đọc một là cách đọc là âm âu hai là cách đọc thành âm âu nhưng mà cũng được nhá bởi vì nó là sự khác nhau giữa anh anh và anh mỹ thôi không có vấn đề gì cả được chưa? mọi người đã phải xem lại chi tiết cái video clip đó Thanh sẽ để ở trên góc màn hình nào đâu đó mọi người click vào xem lại thì Thanh đã phân tích rất là kỹ hai cái trường hợp này được chưa? Rồi à, cách phát âm của âm này như thế nào? À, đây là một nguyên âm đôi chính vì vậy chúng ta sẽ phát âm nguyên âm uh, cái uh, âm nguyên âm đằng trước thì sẽ phát âm với thanh ngang tức là o ở đây phát âm là o đúng không? Nguyên âm đằng sau phát âm với thanh huyền tức là thêm dấu huyền nữa mình sẽ làm là u Âu đó, không phải là ớ âu nhá Nó sẽ không phát âm giống cái âm này đâu Bởi vì mọi người đang đồng hóa từ tiếng Anh sang tiếng Việt Thì các mọi người thấy giấy gần gần giống cái âm này Nhưng bản chất không phải vậy Bản chất là âm o với mu luôn Mọi người nghe thấy đọc này O, o Đó, là o và u O, o, o Được chưa? Còn cái âm ơ này cũng, ơ u này cũng tương tự Bản chất là ơ và u Mình sẽ đọc là ơ, ơ ơ, oh, ơ, oh, đúng không ơ, oh, ơ, oh. đó bản chất là ơ oh và âm u đằng sau đấy chưa, mọi người cố gắng luyện nhiều hơn nữa để 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 nắm rõ được cái quy tắc này nhé rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần luyện tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần luyện viết phiên âm đối với những quy tắc nào mà có là từ một âm tiết thì thanh thường cho mọi người uh, luyện viết phiên âm luôn bởi vì đây là các cái quy tắc cơ bản chúng ta có thể viết được luôn phiên âm của những cái từ này mà không phải tra từ điển và khi mà các bạn viết được phiên âm được của những cái từ đó thì các bạn sẽ có thể đọc được luôn một cách chính xác mà sẽ không phải lo là à không biết cái từ này mình có đọc đúng hay đọc sai nữa được chưa à, đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại quy tắc ngày hôm nay đó là quy tắc từ có một âm tiết chứa o cộng một phụ âm và cộng với e ở cuối từ Vậy thì cái chữ O này mình sẽ được phiên âm thành âm O Và cái chữ E là âm cuối là mình sẽ bỏ không được phát âm Được chưa? Thế nên cái từ này mình sẽ đọc là Cope Đúng không ạ? Ok, mình sẽ được ghi được phiên là O và P Cope Cope Được chưa? Next one Từ tiếp theo Tương tự cái từ này đúng không? C phát âm là K. Đó. Tại sao thì hôm sau mình sẽ có quy tắc về phát âm âm C sau Mọi người có thể xem lại Âm O này sẽ được phiên âm thành ấm O chính xác luôn D vẫn giữ nguyên là phụ âm D E cuối từ câm bỏ Và cái từ này mình sẽ đọc là Code Code Được chưa Next one O cộng phụ âm của E à đây rồi R vẫn giữ nguyên là R O được phiên âm thành ấm O đúng không ạ P giữ nguyên e cuối từ bỏ và mình sẽ đọc thành rope 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 ok tương tự b phụ âm giữ nguyên r phụ âm giữ nguyên o được phiên âm thánh o đúng không k phụ âm giữ nguyên e cuối từ bỏ và cái từ này mình sẽ đọc là broke 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 lá xoán p phụ âm giữ nguyên r phụ âm giữ nguyên o được phiên âm thánh O, B hạ xuống, E cuối từ bỏ và mình sẽ đọc cái từ này là Brobe probe, probe. Đấy được chưa? Dễ không đúng không ạ? OK, rồi mình có cái năm từ bên cạnh thì mọi người cố gắng ghi lại phiên năm cho Thanh à, và sau đó mọi người sẽ so sánh với đáp án mà Thanh đưa ra cho mọi người để không mất thời gian của mọi người thì bây giờ Thanh sẽ đi luôn sang cái phần đáp án và chúng ta sẽ luyện tập đọc cùng nhau luôn nhé. OK, nếu mọi người muốn mọi người thể pause video lại. Và sau đó sẽ ghi phiên âm của năm cái từ bên tay phải của Thanh Và sau đó mọi người sẽ so sánh với đáp án mà Thanh đưa ra cho mọi người Được chưa Ở đây đáp án Thanh đưa ra cho mọi người như thế này Mọi người đọc lại cùng Thanh nhá Cope Cope Code cold, Robe Robe robe, robe, Mình không đọc là broke nhá Broke Broke brobe, Robe Robe Globe. Ok, next one. Mình có từ globe, globe, robe, robe, lobe, lobe, grope, grope, Được chưa? Cái âm S này được phiên âm là Z Tại vì sao thì chúng ta có một bài riêng Về học cái phiên âm âm S này Tạm thời mọi người cứ quy định như thế cho Thanh nhé Ok, rồi, next one mình xem phần luyện tập luyện đọc. Cố gắng đọc theo thanh chậm rãi, đọc cùng với thanh nhá. Rồi, mình có từ cope. Cope. Next one. Code. Code. Tiếp theo đọc nào nhỉ? À đúng rồi, rope. Rope. Tiếp theo mình đọc nào nhỉ? Yes. Broke. Broke. Lưu ý mình không đọc là broke, mà mình sẽ đọc là broke broke đúng không? Không đọc là group mà sẽ đọc là globe, globe, globe. Đọc tiếp theo là gì nhỉ? Yes, robe, robe. Next one. Lobe, lobe. Next one. Grobe, grobe. Next. Grobe, globe. Next one. brows, brows. Next one. Rose, rose. Next one. Bold, bold, and the last one is cold, cove. được chưa? cố gắng đọc đi đọc lại theo thanh nhá. rồi sang cái phần tiếp theo, sang cái phần này thì thanh sẽ đọc uh, một hàng đầu tiên thôi. còn lại ba hàng cuối thì mọi người sẽ ở về nhà tự đọc theo hướng dẫn và theo cái phiên âm ở dưới này nhé mọi người. được chưa? nó cũng tương tự thôi ạ. OK, Để dùng thanh này. Cái âm e cuối từ là bỏ này. Close Close Next one. Bulk, bulk. Next one. Clothes, clothes. Cái âm th ở đây mình sẽ được phát âm là âm cho lưỡi ra và rung của họng nhá. Đó, clothes, clothes. Next one. Dome, dome, dome. Okay. Rồi, đó là cái bài học ngày hôm nay và chúng ta sẽ có bài tập về nhà là ba hàng cuối cùng này để chúng ta có thể luyện tập, uh, luyện tập. Nếu mà các bạn luyện tập uh, sau đó ghi âm lại và có thể gửi lại cho Thanh thì uh, gửi vào inbox cho Thanh thì Thanh sẽ uh, chữa bài cho mọi người và trả bài cho mọi người nhé. Ok, ok, that is for vào À, uh, đấy. là bài học ngày hôm nay và nếu mọi người thấy video clip của Thanh hay thì hãy cho Thanh một like và nếu mà thấy video clip Thanh hữu ích cho rất là nhiều người và muốn chia sẻ kiến thức này cho rất nhiều người thì mọi người hãy share video clip của Thanh và sau đó sub subscribe kênh youtube của Ama English để đón chờ những cái bài giảng, chuỗi các bài giảng tiếp theo về học phát âm, về học giao tiếp cũng như là uh, các cái tips để mình có thể học nào, tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh nhất uh, duy trì hàng ngày Ok, that's it for today and thanks for watching my video and see you next time, bye!